Dạ, mời anh. Bạch Thượng Tọa, chúng con được biết khi Đức Phật đản sinh, Ngài nói câu Thiên thượng thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn. Như vậy với câu nói ấy thì Ngài có phải là người còn chấp ngã không? Tôi xin lặp lại cái câu nêu trên đó bằng nguyên văn của bản dịch chữ Hán. Thiên thượng thiên hạ Duy Ngã Độc Tôn có nghĩa đen là gì? Trên trời dưới đất tôi là số một. Thì trong tiếng Sanskrit đó, chữ ngã ở đây đó được dùng bằng cái chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất ahamkara, nó tương đương với tiếng Anh là ai, tức là chỉ cho chính mình. Nếu Đức Phật có phát biểu như thế thì chắc chắn rằng là Ngài bị dướng kẹp vào chủ nghĩa cái tôi thôi. Thực ra đó, đây là câu được thêm vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Tây Lịch, tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400 năm. Và tại Ấn Độ đó, người ta có thói quen là gì? Mô tả về cuộc đời của các bậc sáng lập tôn giáo phải đặc biệt hơn cuộc đời của những người bình thường, thì cái niềm tin tôn giáo đối với nhân vật đó mới được đó là thực hiện ở mức độ cao nhất. Thì cũng bằng cái văn hóa này là tại Ấn Độ mấy trăm năm sau Phật qua đời đó, thay vì đó, mô tả rằng là sự có mặt của Đức Phật trên quả địa cầu này mang lại trí tuệ, an lạc, hạnh phúc cho số đông, và cái giá trị đóng góp đó là số một thôi, không ai có thể ngang bằng được, thì người ta gọi là diễn tả bằng cái ngôn ngữ biểu tượng tương đương, đó là sanh ra trong tư thế đứng, đi là 7 bước về hướng bắc, đứng lại một chỗ, tay chỉ lên trời, tay trỏ xuống đất, nói cái câu mình là hơn hết. Cho nên á, trong ngữ cảnh này chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen. Trong nền văn hóa Ấn Độ á, người ta không thích nói hoạch toẹt, ta phải nói thích văn chương, biểu tượng, triết lý. Do đó chúng ta phải giải mã đúng cái nguồn gốc biểu tượng này. Người Ấn Độ á, khi cái gì mà nói về bên phải là tượng trưng cho điềm lành, điều tốt. Cho nên thay vì nói là cái việc sanh ra của Đức Phật trên cuộc đời là mang lại hạnh phúc cho số đông, thì người ta nói rằng là Đức Phật sanh ra từ không phải của Bà Họ Ma Gia. Không phải là cái cơ quan sinh dục, làm sao mà sanh con được? Trong các loài động vật chỉ có loại cá voi là sanh ở bên phía tay phải, cái cơ quan sinh dục đó nằm bên tay phải thôi. Còn các loài khác là không như thế, bao gồm con người. Hoa sen trong văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ. Thay vì nói là Đức Phật hiến tặng trí tuệ cho cuộc đời, trí tuệ theo là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa của hạnh phúc, trí tuệ kết thúc các khổ đau, và Đức Phật là cái người dấn thân không mệt mỏi để mang lại điều đó, thì ta nói là 7 bước chân của Phật có hoa sen nâng góp và đỡ. Thật ra Đức Phật á, cao 1 thước 9, có chỗ đó là 1 thước 95, thì tôi đoán rằng là lúc sinh ra Đức Phật phải là 4,5 kg chứ không dưới đâu, phước tướng lắm. Thì không có hoa sen nào mà có thể đỡ được một cậu bé 4,5 kg, làm sao mà hoa nở nâng gót được? Hoa sen không thể nở trên mặt đất, hoa sen chỉ nở dưới bùn. Cho nên đó, hiểu theo nghĩa đen là chúng ta hiểu sai rồi. Tại sao không phải là 8 bước hay là 6 bước mà phải là 7? Vì văn hóa Ấn Độ cho rằng số 7 là tượng trưng cho số gọi là hoàn mãn, số vũ trụ, số toàn thiện, là tất cả. Thì thay vì đó là cái trí tuệ Đức Phật mang lại cho cuộc đời là giải quyết tất cả nỗi khổ niềm đau, thì ta nói là Đức Phật đi 7 bước có hoa sen đang có thế thôi. Thay vì nói Đức Phật là số giác ở trong các nhà sáng lập tôn giáo, tự giác của Đức Phật qua các kinh, đạo Đức Phật qua những gì Đức Phật đã dạy vượt trội hơn kinh thánh của các tôn giáo khác, thì người ta tạo ra một cái hình tượng giơ tay trên trời chỉ tay xuống đất, tôi là số một trong cái cõi vũ trụ bao la này, thế thôi. Đó là 2 mô tả có cùng nội dung giống nhau nhưng cách diễn đạt khác nhau. Và mình phải làm quen với cách mô tả này, nhất là khi đọc các kinh điển đại thừa. Thì đừng có nên là dướng vào cái lớp nghĩa đen. Ngoài cái lớp nghĩa đen, quý vị cần phải thêm một cái lớp biểu tượng về triết lý. Nếu mình không đủ sức giải mã thì chúng ta tham dự những cái lớp học Phật Pháp online, hoặc là mình hỏi các thầy, các sư cô ở các chùa mà mình tu học, hoặc là mình tra khảo các cái quyển từ điển Phật học miễn phí trên mạng. Quý vị chỉ cần Google gõ từ điển Phật học, có đến trên 10 bộ từ điển của các học giả. Còn ai biết tiếng Anh đó thì lại càng dễ nữa, thì quý vị chỉ cần để là Dictionary of Buddhism hoặc là Encyclopedia of Buddhism, thì quý vị sẽ được dẫn đến những cái trang web cung cấp cho chúng ta những cái đường link để tra khảo những điều mà mình cần hiểu đầu sâu về mặt chuyên môn, hay là đầu rộng về phương diện đó là liên hệ. Và bây giờ đó chúng ta mở ra được các cái cánh cửa tri thức về Phật giáo, nhờ đó thấy rõ được mọi thứ, không còn mê tín nữa, sợ hãi nữa. Theo đó đời sống của mình trở nên bình an và hữu dụng hơn.